Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thời tiết Hà Nội chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp mờ có trục qua Bắc Bộ nên trời có mây không mưa, ngày có nắng oi, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Chiều tối và tối nay trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm từ 80 đến 92%. Sang ngày mai, khu vực Hà Nội mưa giảm, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa không đáng kể. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm từ 77 đến 87%. Dự báo trong 3 ngày tới, mưa dông chỉ còn diễn ra bất chợt vào chiều tối và tối ở khu vực Hà Nội, sau đó nắng oi mạnh trở lại. Đến giữa tuần trời ít mây, có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong những ngày này là từ 34 cho đến 35 độ, nhiệt độ ban đêm từ 25 đến 26 độ, độ ẩm từ 79 đến 81%. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm nay ở khu vực phía Tây Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 80mm. Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm, đề phòng nguy cơ sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Dự báo từ ngày 27 tháng 8, mưa sẽ giảm nhanh. Sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực của Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía Tây thành phố, từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, Hà Đông, có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Ở khu vực phía Nam, từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Hình thái thời tiết này cũng diễn ra ở khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh với nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Tại vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Tại trung tâm thành phố Hà Nội, có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong 3 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin Dự báo Thời tiết 6:30 sáng mai.